mời các bạn đến thử nghiệm dòng Yeezy Trúc Moto Expo phiên bản trận chung kết Chọi Châu Đồ Sơn 2023 giữa châu số 03 và châu số 09. Trong trận chung kết này, châu số 03 mang áo màu xanh và châu số 09 mang áo màu vàng đen. Để vào trận chung kết này, hai ông châu đã phải vượt qua vòng đấu bảng cũng như vòng tứ kết và bán kết. Sau đây, ván đấu số 1 cũng là ván mở đầu chung kết của ngày hôm nay bắt đầu. Hai ông châu đã tiến ra võ đài, đang có những thái độ thăm dò nhau. Sau một hồi thăm dò, châu số 09 đã chủ động tung ra những miếng đánh, nhưng với khả năng phòng thủ cũng như thể cùng với thể hình vật thể lực tốt, châu số 03 vẫn có những đòn đánh phản lại rất hữu hiệu. Và bất ngờ công thương 9 vẫn tiếp tục tung đòn, và trận đấu đang vào thời điểm rất là căng thẳng, ăn miếng trả miếng. Và thật là bất ngờ, chúng ta thấy châu 09 xin dừng cuộc chơi, và càng bất ngờ hơn, và châu 09 xin dừng lại để thi đấu ván đấu thứ hai. Như vậy điểm số đã nghiêng về châu số 03. Với điểm số này, phần thắng của ván đấu số 1 đã nghiêng về châu số 03. Và sau đây chúng ta bắt đầu theo dõi ván đấu thứ hai của trận chung kết giải Chọi Châu năm nay. Trận đấu bắt đầu. Ngay từ những phút đầu tiên, chúng ta đã thấy rút kinh nghiệm của ván đấu thứ nhất, châu số 09 đã liên tục vượt lên và tung ra những đành đòn đánh về phía châu số 03, nhưng vẫn là một khả năng phòng ngự. Châu số 03 liên tục có những phản đòn hữu hiệu và bám sát châu số 02 liên tục. Châu số 03 vẫn liên tục bám sát châu số 09 để ra những đòn quyết định, nhưng rút kinh nghiệm các đấu trước, châu 09 đã có những khả năng bất tốc kinh điển và không có gì thay đổi. Phần thắng sẽ đã thuộc về châu số 09 ở ván đấu số 2 này. Như vậy tỷ số trong lúc này đã là 1-1, chia đều cho cả hai bên. Và sau đây chúng ta cùng theo dõi ván đấu thứ 3, cũng là ván đấu quyết định của trận chung kết ngày hôm nay. Ngay lúc này đây, chúng ta đã thấy châu số 03 đã vượt lên và đang dẫn đầu, và châu số 09 vẫn tiếp tục chủ động với những miếng đánh, nhưng với khả năng kinh nghiệm của mình thì châu số 09 không để châu 03 có thể áp sát để ra đòn và tiếp tục dẫn đầu. Cố lên, châu số 09 cố lên, nhưng không, đã có một đòn quyết định của châu số 03 về số 09. Và sau đây các bạn cùng xem lại khoảnh khắc này. Đúng rồi, đây có lẽ là những miếng đánh cuối cùng, và đúng như dự đoán, chiến thắng đã thuộc về châu số 03. Chúc mừng châu số 03 đã giành chiến thắng ở ván đấu thứ 3, đồng nghĩa với việc chiến thắng này cũng là chiến thắng chung cuộc và phần thưởng xứng đáng dành cho chức vô địch năm nay thuộc về 03. Xin chúc mừng châu số 03. Sau đây các bạn cùng nhìn lại những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của châu số 03 trong giải đấu hội thâu truyền thống Đồ Sơn năm nay. Và giải đấu đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại năm sau 2024.